bốn con giáp có chí lớn, dám nghĩ dám làm, tay trắng làm giàu. Xin chào quý anh chị và các bạn, và rất vui mừng chúng ta lại được gặp nhau trong video tiếp theo trên kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi tới quý anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe, chúc quý anh chị thành công trong cuộc sống. Quý anh chị thân mến, trong cái video của ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là bốn con giáp có chí lớn vươn lên làm giàu từ hai bàn tay trắng. Ngay từ khi còn trẻ, họ đã cố gắng vượt xa người thường. Vậy thì đó là bốn con giáp nào? Và liệu rằng chúng ta có may mắn nằm trong con giáp này hay không? Sau đây xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Quý anh chị thân mến, không phải ai cũng được sinh ra trong cái hoàn cảnh có đầy đủ các cái nhu cầu về vật chất và tinh thần. Vì thế mà chúng ta phải không ngừng cố gắng mới đạt được cái điều mà mình mong muốn. Vậy bạn có biết ai là cái con giáp có chí lớn vươn lên làm giàu từ hai bàn tay trắng hay không? Và thứ nhất, đấy là con giáp tuổi Sửu. Xem bói tử vi thì ngay từ khi còn nhỏ, người tuổi Sửu đã có cái suy nghĩ sau này mình phải đứng ở cái vị thế cao trong xã hội. Vì thế mà khi bạn bè xung quanh còn đang bận, vui thú, họ đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tương lai. Và một khi đã đặt ra cái mục tiêu thì họ sẽ không ngừng cố gắng rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm. Hơn nữa, trời sinh con giáp này đã giỏi kiếm tiền, họ có khả năng biến những cái điều bất khả thành khả thi, khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Và đa số những người giàu có tuổi này đều khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Họ xứng đáng là được hưởng cái thành quả lao động của mình bởi cái sự nỗ lực và cố gắng không ngừng vượt xa những người xung quanh. Thứ hai, đấy là tuổi Dần. Người tuổi Dần vô cùng chí khí, họ chẳng bao giờ ngại đối diện với trở ngại, khó khăn hay là thách thức. Con giáp này hiểu rằng muốn thành công, con người nhất định phải nỗ lực thật nhiều, không bao giờ được nghĩ đến chuyện ngồi không hưởng thành quả. Hơn nữa, họ vốn là một người thông minh, quyết đoán nên càng dễ đạt được cái mục đích đề ra. Họ sẽ không ngừng cố gắng, không ngừng tích lũy cái kinh nghiệm để trưởng thành, cuối cùng sẽ trở thành một người tài giỏi đứng đầu thiên hạ. Những người khác có thể thấy rằng họ làm việc gì cũng dễ dàng, chẳng bao giờ gặp khó khăn gì. Thế nhưng trên thực tế, họ đã bỏ ra rất nhiều cái công sức từ khi mà mọi người vẫn còn đang bận, hưởng thụ. Đó là cái thành quả họ xứng đáng nhận được. Và thứ ba, đấy là tuổi Thìn. Từ khi sinh ra thì người tuổi Thìn nhận ra xuất thân của mình không bằng với những cái cậu ấm, cô chiêu khác. Nếu không chịu cố gắng thì mãi mãi cũng chỉ sống một cái cuộc sống bình thường, phải nghe theo cái sự sắp đặt của người khác. Vì thế mà ngay từ khi còn bé, họ đã rất chú trọng cái việc mà rèn giũa bản thân. Họ đặt ra cho mình những cái yêu cầu nghiêm khắc bắt buộc phải tuân theo. Dù có gặp khó khăn hay là thất bại thế nào cũng không được nghĩ đến cái việc là bỏ cuộc. Dần dần con giáp có chí lớn này càng trưởng thành sẽ càng trở thành một cái người tài giỏi. Họ có cái khả năng làm được những cái việc mà người khác bó tay. Đến thời điểm ấy, họ đã là người chẳng thiếu tiền tiêu mà mục tiêu họ đặt ra ngay từ khi còn trẻ cũng đã được hoàn thành. Và con giáp thứ tư, đấy là con giáp tuổi Tuất. Người tuổi Tuất vốn rất có tiềm lực. Họ dám nghĩ lớn, dám làm lớn khi những người khác vẫn còn đang chần chừ, do dự, thậm chí là sợ hãi. Họ luôn không ngừng rèn luyện bản thân, biến mình thành một cái người quyết đoán, không sợ hãi khi mà đối diện với phong ba của cuộc đời. Nhờ cái bản lĩnh dám nghĩ dám làm, dù thất bại cũng không nản lòng, họ nhanh chóng tìm kiếm được những cái công việc triển vọng, những cái mối làm ăn lớn giúp họ kiếm được rất nhiều tiền, chẳng mấy chốc họ sẽ thành danh, được mọi người ngưỡng mộ. Và tất nhiên, con giáp có chí lớn này sẽ không thỏa mãn đứng yên một chỗ, họ vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để mình ngày càng trở nên xuất sắc, tài giỏi hơn, một ngày nào đó trở thành người đứng đầu thiên hạ. Quý anh chị thân mến, trên đây đấy là bốn con giáp có chí lớn vươn lên làm giàu từ hai bàn tay trắng. Và cũng xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì, hay là muốn tư vấn riêng về tuổi của mình thì các bạn hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào cái tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông báo mới khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.